cậu có siêu năng lực đọc cảm xúc của người khác, có thể giúp đỡ đọc cảm xúc của Crush được không? Cậu ấy đang chờ cậu ở lớp cùng đấy, có vẻ thích cậu rất nhiều, đừng đánh mất cơ hội này nhé. Cảm ơn cậu nhiều. Thật ra tôi chỉ dựa trên màu sắc trang phục mà người ta mặc trên người để đoán cảm xúc thôi. Nhưng người này mặc hoodie màu be, chắc chắn là người ôn nhu, dĩ hòa vi quý. Còn người này, tại sao mặc màu đen và biểu cảm lại cute đến vậy? Không thể đoán được. Thì ra cậu không có siêu năng lực thật. Tôi mới chính là người có siêu năng lực đọc được cảm xúc của người khác. Lần này cậu tới số rồi. Solo siêu năng lực không? Ok.